Rồi, bước đầu tiên người ta sẽ mở cổng này uh, trên website sau đó là các bạn sẽ đăng ký này sau khi các bạn đăng ký rồi á, thì các bạn là sẽ được Hey giờ xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Marvin. Thì trong video hôm nay là Marvin sẽ tập trung chia sẻ cho các bạn gọi là hướng dẫn xong rồi giúp các bạn hình dung ra được cách để các bạn gọi là đăng ký cái chương trình sổ số, số để chọn ra cái suất Visa 462 Working Holiday ở Úc cho các bạn đó Thì đầu tiên là Marvin chia sẻ về cái vấn đề như thế này À, để mình có cái góc nhìn trong là như thế này là hiện tại nha Gọi là Úc, banh gọi có vấn đề gọi là visa của Úc ấy Chưa đưa ra một cái hướng dẫn cụ thể chính thức nào Nào về gọi là cách tham gia cũng như là cách đăng ký cái chương trình sổ số, số này cả Còn những bây giờ mà những cái thông tin Marvin sắp chia sẻ với các bạn ở đây ấy, Là Marvin tham khảo từ các quốc gia khác Tức là Úc đưa ra cái chương trình sổ số, số này cho các quốc gia khác là lâu rồi các bạn Còn Việt Nam mình là mới đây thôi Nên là mình tham khảo gọi là cách thức đăng ký rồi quy trình hướng dẫn như thế nào thì mình tham khảo từ các quốc gia khác Sau đó bây giờ mình tổng hợp lại để mình chia sẻ lại cho các bạn để các bạn có được một gọi là cái hình dung tổng quan ừ là bước các bước như thế nào chuẩn bị hồ sơ như thế nào thanh toán ra sao thì mình chia sẻ lại là như thế nha các bạn gọi là để các bạn gọi là mình hình dung được chứ không phải gọi là đây là chưa phải là cái hướng dẫn chính thức thì đầu tiên là Marvin sẽ chia sẻ tổng quan về cái quá trình gọi là nộp để gọi là xin số của cái visa bóng xoài như thế nào nha thì đầu tiên là cái gọi là người ta sẽ mở cổng cho các bạn này là bước đầu tiên người ta sẽ mở cổng này uh, trên website sau đó là các bạn sẽ đăng ký này sau khi các bạn đăng ký rồi thì các bạn là sẽ được gọi là thông báo là có được trống hay không thì lúc này là cái này hệ thống điện tử nó tự làm nó chọn rồi nó gửi mail thông báo cho các bạn đó thì sau khi nếu các bạn trúng số trúng số rồi ấy, thì người ta sẽ gửi email thông báo cho các bạn thông qua đường link rồi thư mời thì các bạn nộp hồ sơ đó thì đây là gọi là bốn bước gọi là chung một cái bức tranh mô tả chung về cái quá trình làm sao các bạn nộp hồ sơ để tham dự quay số cho visa 462 nha thì bây giờ mình sẽ đi vào chia sẻ chi tiết và những cái cái gọi là những cái sự chuẩn bị trước để các bạn có thể uh, tốt nhất cho cái visa này nha các bạn và bây giờ cái phần đầu tiên trong cái phần chi tiết mình muốn chia sẻ đó là cái điều kiện để tham gia sổ số là gì đó thì điều kiện nó khá là đơn giản nha các bạn cái thứ nhất đó là gì là các bạn sẽ có hộ chiếu có hiệu lực gọi là trên 6 tháng nha hạn hộ chiếu của bạn trên 6 tháng hộ chiếu thì các bạn gọi là miễn khi các bạn điền thông tin các bạn chỉ cần gọi là điền thông tin hộ chiếu thôi các bạn không cần phải scan hộ chiếu chuẩn bị trước gì cả đó chỉ cần gọi là các bạn có cái hộ chiếu có thông tin thôi là mọi cái thứ nhất cái thứ hai ấy, là các bạn có tài khoản gọi là email account thì cái này là mình sẽ để cái đường link ở bên dưới là các bạn cố gắng bây giờ sau khi các bạn xem video này các bạn tạo liền cái tài khoản này các bạn đã được quyền tạo tài khoản này bây giờ rồi bạn nào có tài khoản rồi thì thôi không cần phải tạo lại nhưng ai chưa có thì các bạn à, mà mình sẽ để cái đường link trong phần mô tả video các bạn vào các bạn tạo cái tài khoản ngay và luôn bây giờ đó đây là cái điều kiện nha các bạn đó là cái điều kiện thứ hai cái điều kiện thứ ba là cái độ tuổi đó thì như visa bóng số 2 trước đây là sẽ là độ tuổi là sẽ từ gọi là 18 cho tới 31 tuổi đó, thì bây giờ nó cũng thế thôi sẽ là 18 cho tới uh, uh, 31 tuổi. Thì ba điều kiện mình chốt lại nè. Một là có hộ chiếu hiệu lực trên 6 tháng. Hai là các bạn phải có cái tài khoản email account đó. Ba là các bạn nằm trong cái độ tuổi của Visa bóng số Đó, là ba cái điều kiện này nha các bạn. Rồi, chốt là xong cái phần gọi là điều kiện để tham gia. Rồi. Bây giờ qua cái mục tiếp theo đó là gì? Đó là thì người ta sẽ mở cổng vào lúc nào và thời gian mở cổng là bao lâu. Đó thì mình có dựa trên các nước khác thì mình thấy như thế này người ta sẽ thông báo trước cho mình là thời gian mở cổng là khi nào đó thì cái này là mình sẽ cập nhật trên các trang web của uh, visa úc để mình chia sẻ cho các bạn trong thời gian sớm nhất chỉ cần nó mở hay là sắp mở là mình sẽ chia sẻ video cho các bạn nha thì các bạn nhớ theo dõi kênh của mình thì nó sẽ thông báo trước cho các bạn chứ không phải là đùng đùng một phát Rồi nó mở trong đây mà như nào cả nên là các bạn yên tâm vấn đề này là cái thứ nhất đó. Rồi, thì cái khoảng thời gian người ta sẽ mở lúc nào à, khoảng từ lúc mở đến lúc đóng ấy, thì sẽ là bao giờ bao lâu nha các bạn. Thì thường sẽ là 60 ngày. Nói chung là tầm 2 tháng các bạn. Đó, thì người ta sẽ cho các bạn là hai tháng để các bạn nộp hồ sơ. Đó, ví dụ như là nó cho mở ví dụ như nếu mà nó cho ngày 1 tháng 7 này để mở đi thì sẽ tới ngày 30 tháng 9. Đó à, 30 tháng 8 sau đây các bạn 30 tháng 8 là sẽ là hai tháng thì các bạn sẽ tha hồ nộp không cần phải vội vã gì cả có hai tháng nộp tại vì gọi là bao nhiêu người nộp vào cũng được các bạn đã, gọi là không bị giới hạn chỉ quan trọng là mình có được quay số trống hay không thì đó là chia sẻ về cái vấn đề gọi là thời gian mở cổng và gọi là mở trong bao lâu nha các bạn thì mình đoán ấy thì người ta sẽ một năm ấy người ta sẽ mở ít nhất là sẽ đâu đó tầm hai đợt cái này thì mình dự đoán thôi nha đó thì người ta sẽ mở một đợt vào đầu tháng 7 và sau đó người ta coi cái số lượng người đăng ký này rồi người ta coi thử gọi là bao nhiêu người hoàn thành hồ sơ thì người ta sẽ mở cái đợt tiếp theo thì cái đợt tiếp theo là mình nghĩ mình đoán là chắc cũng phải là cái tầm gọi là qua tết dương qua tết âm gì đó thì mình đoán thôi nha là một năm sẽ hai đợt ít nhất là hai đợt thì có khả năng là ba đợt nếu như mà chưa đủ số lượng đó rồi bây giờ mình sẽ qua cái tiếp theo đó là từng bước tổng cộng sẽ là có 9 bước để các bạn đăng ký tham gia sổ số này nha các bạn đó thế bây giờ bước 1 là các bạn tạo tài khoản uh, email account thì mình đã nói lúc nào rồi là các bạn lo nên tạo bây giờ rồi thì đến lúc khi các bạn người ta mở cửa thì các bạn chỉ cần đăng nhập tài khoản là xong là xong bước 1 nè tạo tài khoản đăng nhập nè rồi à, bước 2 sẽ là đăng nhập rồi bước 3 là trong cái mục visa 462 ấy là nó sẽ có một cái mục gọi là pre uh, pre application bullet thì tức là nó sẽ có bình thường nó không có một này nhưng mà gọi là khi nào mà nó gần mở ra rồi nó sẽ có thêm một cái mục gọi là các bạn đăng ký bluetooth thì các bạn nhấn vào cái đường link này đó thì cái đường link này hiện tại trên trong web bóng số 2 dành cho Việt Nam thì cũng chưa có chưa có cái đường link này mình chưa sẽ chưa thể chia sẻ cho các bạn thì mình sẽ luôn luôn cập nhật và mình chia sẻ sớm nhất khi mà nó có nha các bạn đó rồi sau khi các bạn nhập vào cái đường link này rồi ấy thì nó sẽ ra nó sẽ ra một đống thông tin để các bạn điền vào thì những cái thông tin các bạn cần điền bao gồm nè thứ nhất này họ tên của các bạn thứ hai ngày tháng năm sinh thứ ba là thông tin hộ chiếu thì thông tin hộ chiếu ví dụ số hộ chiếu này ngày được cấp này ngày hết hạn này đó rồi được cấp ở đâu đó các bạn chỉ chỉ nhập thông tin thôi nha các bạn không cần phải upload file hồ sơ gì cả chỉ nhập thông tin thôi rồi tiếp theo nữa là các bạn sẽ nhập email của các bạn để gọi là nhận thông báo trúng trúng tuyển hay không rồi tiếp theo là nó sẽ có một lọt người ta đưa ra lọt điều khoản là ờ ừ, bạn đồng ý này không bạn đồng ý điều khoản này không thì các bạn sẽ bấm vào tích là ờ ừ, tờ đồng ý đó là xong xuôi một cái là các bạn bấm cái chữ submit là đăng ký rồi sau khi các bạn bấm submit này, nó sẽ chuyển qua một cái trang web khác gọi là nó chuyển qua một cái page khác đi để các bạn trả tiền là 25 đô ốc phí là 25 đô ốc nha các bạn phí 25 đô ốc đó các bạn nhớ nhà đô ốc trong phải đô mấy đó thì các bạn vấn đề bây giờ sẵn tiền cái vấn đề phí thì mình chia sẻ luôn như thế này các bạn cố gắng bây giờ nha Ốc hiện tại chấp nhận các loại thẻ sau này Visa này, Mastercard này uh, JCB này Rồi Paypal hoặc là Union Pay Nhưng mà mình thấy hai cái loại phổ biến nhất ở Việt Nam là Visa và Mastercard đó Thì các bạn, bạn nào có rồi thì rất là mừng Còn bạn nào chưa có thì cố gắng bây giờ lo đi làm liền thẻ Visa và Mastercard phải có cho mình nha Thì như bạn đặt câu hỏi là Thế bây giờ mà mượn thẻ của người khác thanh toán được không? Thì cũng được thôi nhưng mà mình mình khuyên chân thành là các bạn cố gắng làm cho mình một cái thẻ riêng đi để sau này các bạn còn phải uh, làm nộp tiền hồ sơ này rồi sau này các bạn phải đi ốc rồi các bạn cũng phải sử dụng tại vì ví dụ đặt về rồi mình về việt nam mình làm thẻ visa rất là nhanh hai tuần một tuần là có rồi các bạn cố gắng làm một thẻ visa nộp tiền sẵn vào trong đó hai làm đồ ốc đó uh, nộp hơn ngàn đó nộp tầm hai ba triệu gì để sẵn luôn các bạn đó thì đó là vấn đề tiền nha cố gắng làm thẻ visa mastercard sau khi các bạn gọi là thanh toán tiền đấy thanh toán online ngay lập tức luôn thì các bạn sẽ gọi là chuyển qua một cái cái trang mà nó thông báo là bạn đã gọi là tham gia gì đó xong cái số receipt uh, số receipt tham gia của các bạn là gì? Các bạn lấy điện thoại các bạn chụp màn hình lại nha. Các bạn chụp màn hình lại để làm bằng chứng tại vì đôi khi gọi là người ta uh, sẽ gọi là thiếu sót gì đó thì mình là thường mình chụp lại mình làm bằng chứng cả. Thì sau khi các bạn xong xuôi rồi thì các bạn chờ email thôi nó sẽ gửi về cho bạn tầm đâu đó sau vài phút hoặc là sau nửa tiếng nó gửi email là thông báo là chúc mừng mau mình đã tham gia thành công cái chương trình sổ số, số chọn visa bốn số 2 đó thì sau khi các bạn đã có được cái email đó thì thôi bắt đầu là kháng trời kháng phạt ăn chay rồi gì đó các kiểu đó thì sau ví dụ như ngày 1 tháng 7 nó mở cửa ngày ngày 30 tháng 8 nó đóng cửa đi thì sau đó là bắt đầu người ta sẽ quay số online điện tử thì nói chung là mình đoán là nó sẽ tốn tầm đâu đó là một hai một đến ba tuần để người ta xử lý cái hồ sơ thì sau khi người ta quay số xong rồi á thì bước chính đó là gì nếu như các bạn được chọn nha nếu như các bạn được chọn á thì người ta sẽ gửi cho bạn một email là kèm theo một cái lá thư là chúc mừng bạn đã trúng số, số cái chương trình visa bóng số 2 đi ốc gọi là thư mời để nộp visa bóng số 2 đấy sau đó kèm theo đó là cái đường link cái đường link để các bạn kết vào để người ta hướng dẫn cho các bạn nộp vì sao bóng số như thế nào hồ sơ nào cần chuẩn bị nộp gì gì và còn cái thư á, thì nó sẽ cho các bạn biết cái thời gian thời hạn để các bạn nộp hồ sơ là bao lâu từ lúc các bạn nhận cái thư này thì thường thường sẽ là 60 cho tới 120 ngày tương đương là hai tháng cho tới 4 tháng để các bạn hoàn thành hồ sơ thì tại sao là mươi hai tháng cho tới 4 tháng tại vì mỗi quốc gia nó lại khác nhau nên mình không biết như thế nào nhưng mà mình thấy có quốc gia là người ta cho hai tháng có quốc gia là người ta cho bóng tác nên là mình để luôn cái khung thời gian là hai tháng cho tới bóng tác thì để các bạn hoàn thành hồ sơ thì quá cái thời gian này là coi như là các bạn mắc lượt nè các bạn cố gắng nên là sẵn tiện nói luôn vấn đề này thì các bạn cố gắng bây giờ nè, các bạn thi tiếng anh nè bạn nào chưa có tiếng anh lo thi tiếng anh trước nè pta đó thì cái chuẩn xưa giờ là pta 30 mà không biết người ta có tăng lên không thì cố gắng thi càng cao càng tốt rồi rồi các bạn chứng minh tài chính này mở sổ tiết kiệm nó các kiểu cứ gọi là, là lý lịch tư pháp là như các bạn làm được cái gì bây giờ thì các bạn cố gắng làm trước đó để gọi là khi mà trúng một phát calendar là làm ngay và luôn bạn nào chưa có hộ chiếu thì à không chưa có hộ chiếu thì không có tham gia được vào lúc này ra đây các bạn rồi khi mà các bạn đã nhận được cái thư mời rồi là thông báo là đã trúng cái số rồi ấy. để em nạp bóng số hai thì 99 phần trăm là các bạn sẽ có visa các bạn khỏi phải lo lắng một phần trăm là do vấn đề thời tiết ở đây đó là gì ấy là vấn đề ví dụ sức khỏe hay là các bạn thay đổi gì đó các bạn không muốn đây nữa bla bla nhưng mà nói chung là trống số là coi như là đã có visa rồi đấy chỉ có chờ để qua ốc thôi thì vừa rồi là mình chia sẻ sơ về gọi là cái hình dung cho các bạn gọi là cái cách thức để đăng ký visa là như thế thì nếu mà có các câu hỏi hay là bất cứ thắc mắc nào thì các bạn vui lòng mà bình luận ở dưới video này mà mình sẽ chia sẻ sớm nhất trên nền tảng youtube cho các bạn ha thì cái này mình cũng rõ ràng quan điểm nhà đây là mình tham khảo từ các nước úc áp dụng cho các nước khác rồi mình chia sẻ lại chứ còn đối với việt nam người ta chưa chưa có cái thông báo chính thức gì cả thì các bạn cố gắng theo dõi cái kênh youtube của mình thì mình sẽ có cái thông tin gì mới nhất là mình sẽ làm video mình up lên trên youtube của mình ngay vào luôn thì cảm ơn các bạn rất là nhiều bye